15 ngày nuôi mẹ. Hết hạn 15 ngày nhà đứa nào thì mẹ tự ôm quần áo đến nhà đứa kia ở. Đón mẹ về thì đón, nhưng mà tài sản là của bọn em ấy nhá, không phải là của bác đâu nhá. Nói rõ quan điểm là trước là như thế. Đấy, bây giờ các bác đưa ra phương án rõ ràng đi. Còn như em là em cũng không thể nuôi được mẹ đâu. Anh đã bảo rồi, anh điều kiện anh không để ở đây mà chăm sóc cho mẹ được. Anh là con trai trưởng, anh phải có trách nhiệm nuôi mẹ. Còn cái chuyện mà đất cát với lại nhà cửa với tài sản ấy là phải chia đều tất. À, chỗ bác rể trưởng, nay là bác gái không có nhà. Chắc bác biết hôm qua việc em cũng nói chuyện rồi ấy. Là cái việc nuôi dưỡng mẹ già này. Mình em là con trai duy nhất, nhưng ngược lại là em đi làm ăn xa, bây giờ gia đình em không ở đây rồi. Cả bọn con em đi làm ăn xa. Thì bây giờ em muốn là nhà mình cần bàn bạc thế nào để ai chăm sóc cho mẹ già và cụ thể. Nói chung là bây giờ là chúng em thì cũng đi lấy chồng hết rồi. Bây giờ là mẹ thì là mẹ chung, không phải là đi làm ăn xa hay là làm ăn gần cả. Và bây giờ mẹ ốm đau, tuổi mẹ cũng dài thế này rồi. Anh chị em mình mỗi người cắt cửa nhau ra, mỗi người nửa tháng hoặc một tháng chăm mẹ. Kể cả công việc cũng phải thu xếp về mà chăm mẹ, chứ không phải do như bác nói là làm ăn xa vợ con ở đây là không được. Nếu mà ở ăn xa thì bác thu xếp về, hoặc bác không về được thì bác bảo bác gái về. Đấy, anh chị em mình mỗi người một nửa tháng hoặc là một tháng, thống nhất là như thế. Bây giờ không phải xa hay gần hay là trai hay gái gì cả. Thế bây giờ ý của chị Thủy nào? Em cũng bận lắm, em không nuôi được đâu. Mà bây giờ em đi chợ suốt ngày, đi từ sáng sớm, đi chợ hoa phải đi từ 2 giờ sáng. Về cũng về muộn, tối muộn ra, con còn chẳng chăm được. Nên là hai các bác thu xếp thế nào thì ấy, chứ em bận lắm. Nhà bao nhiêu việc mà bây giờ chả nhẽ lại bỏ chợ thì con em lấy cái gì mà ăn. Thế nhà ai chả không có việc, chả phải đi làm đi ăn. Nhưng mà như nhà các bác thì còn theo giờ nhà nước còn đỡ. Đây nhà em đi chợ mấy thế này toàn đi từ sáng sớm là có được theo giờ nhà nước đâu mà bảo có dư thời gian. Thực ra tôi ý kiến này, tôi không ở đây, hai cô gần mẹ, tôi sẽ gửi tiền hàng tháng về cho các cô chăm sóc mẹ và chi tiêu ăn uống. Với hai cô sang tính như nào? Vấn đề là bọn em không thời gian. Bác bảo đi làm từ sớm, đi chợ từ sớm mà thời gian ở đâu? Chứ còn tiền thì bác cứ nói đến tiền làm cái gì? Bây giờ quan trọng thời gian ai bận ấy. Mẹ là mẹ chung, theo em nghĩ là như thế. Bây giờ mẹ ốm đau như thế là bây giờ anh chị em mình phải dành thời gian để chăm sóc mẹ. Mỗi người phải chăm sóc mẹ bao nhiêu ngày ấy là tự anh em mình sắp xếp. Còn tiền mà gửi về ấy, thì bọn em cũng có tiền mà em cũng chăm lo cho mẹ. Nhưng bây giờ quan trọng là cái thời gian đấy. Ai cũng phải có cái gia đình rồi, cũng phải lo gia đình mình. Bây giờ không thể, ví dụ như em không thể một ngày, không phải hàng tháng em để chăm sóc mẹ liền như thế được. Không phải lo cho gia đình nữa, thì cả gì Thủy như thế. Anh bây giờ anh ở trên đấy đã xa mẹ rồi, bây giờ anh là con trưởng. Bây giờ mà anh không về chăm sóc mẹ thì làm sao mà hàng rể người ta hài lòng được. Chị thì cũng không về chăm được mẹ. Mà chỉ có tôi về gọi là ghế, không gọi là chốc lát thôi. Nên là hai cô xem giúp đỡ anh đấy. Chứ bây giờ anh ra anh không nói nhiều về vấn đề này. Nói nhiều thì người ta dị nghị rồi hơi ra. Dị nghị gì? Bây giờ mẹ là mẹ chung. Bây giờ chỉ có công có việc chị phải thu xếp chứ. Xin công cơ quan mà nghỉ chứ. Nếu không nghỉ được thì anh phải nghỉ chứ. Bây giờ anh cứ bảo là công việc, nhà ai chả có công có việc. Nhà ai chả có việc riêng của mình. Chả phải lo kinh tế với con cái của mình. Mà không thì nhà bác đưa mẹ về đấy nuôi. Nếu như không có thời gian xuống. Nếu mà đưa được về thì anh đưa từ lâu rồi. Bởi vì làm sao giờ, nhất là nhà trên đưa bọn anh đi làm hết. Giờ ở nhà không có ai chăm lo cho mẹ. Thì hôm nay mẹ ốm phải đau còn tội anh nữa cơ. Nên là cũng khó. Bây giờ các em đã ở đây rồi thì gần gũi với mẹ cũng liền kề với nhau, cách nhau không đáng kể. Có thể là bút bớt chút thời gian là để ý đến mẹ đỡ anh. Đó là anh góp ý thế thôi. Cả đời mẹ giờ chăm lo cho bố anh em, lo cho anh em mình, xây dựng gia đình cho anh em mình. Bây giờ mẹ ốm đau bây giờ cũng đùng nẩy nhau này không được. Anh là con trai mà anh nói như thế là không được rồi. Em không nghe được đâu. Đúng rồi đấy. Nhưng bọn em con gái thì còn có cả gia đình nhà chồng và thứ nữa. Cũng có mẹ chồng cũng phải chăm lo. Bao nhiêu là việc. Chứ mà cứ rảnh rỗi thì lại chả phải suy nghĩ làm gì. Ai chả có việc riêng của gia đình nhà mình. Nhưng bây giờ mẹ như thế mình phải thu xếp. Chứ bây giờ cứ nói như anh thế thì
Đấy, từ ngày mẹ ốm rồi đấy, chị dâu có xuống đến thăm mẹ bao giờ đâu. Cứ lý do nọ kia. Kể cả bận đến mấy nhưng mà mẹ ốm đau thế cũng phải về. Ít nhất không về được nhiều, phải về được 1-2 ngày này để chăm sóc, hỏi han mẹ xem như nào. Từ ngày mẹ ốm rồi chả thấy hỏi han gì cả. Chẳng thấy về được một câu nào, cũng chẳng bao giờ gọi điện cho hai chị em nghe mà hỏi thăm là mẹ ở nhà như làm sao. Nhờ có gì các cô bên cạnh chăm sóc mẹ hay như nào không, không được một câu nào cả. Làm như thế là vô trách nhiệm. Làm con làm cái phải có trách nhiệm với bố mẹ chứ. Bố mẹ nuôi mình cả đời rồi, bây giờ bố mẹ già yếu mình phải phụng dưỡng bố mẹ chứ. Cứ lý do này nọ như thế là em không bằng lòng đâu. Đấy, trên thực tế thì các cô thấy dưới nhà anh đấy nó cũng chật hẹp. Thứ hai là mẹ ở đấy không được thoáng đãng như trên mình này. Thứ hai nữa là chị dâu thì các cô biết đấy, tính thì với mẹ cứ hợp nhau đâu, hơi tí thì hùng vằng. Xong rồi lúc lại nói nhau thì để đi để lại nó khó. Bây giờ mẹ ở đấy thì được chơi thì không sao, ở lâu dài thì 1-2 ngày thì chắc là chả đến nỗi đâu, nhưng mà đến 15 ngày thì lại có chuyện. Các cô lại nghe ngay, các cô phải thông cảm cho anh. Anh không phải làm khó cô đâu. Mà em thông cảm cho anh thì ai thông cảm cho em? Anh nói thế là không được. Chị đã làm dâu ở trong gia đình này là phải có trách nhiệm với gia đình, phải lo được cho mẹ, chứ không phải là cứ đùn đẩy cho các em ở nhà là được. Mình là dâu trưởng của gia đình, mình phải có trách nhiệm chứ. Thế bây giờ em hỏi anh là thế bây giờ anh đưa ra phương án như thế nào nào? Anh nói thử xem nào. Nói rõ phương án của anh đi. Anh muốn như thế nào anh nói xem nào. Đấy thì phương án anh đưa ra rồi đấy. Anh muốn nhờ các cô trên này là giúp đỡ anh là cái vấn đề chăm mẹ. Thế thôi chứ anh đưa thế nào nữa. Rồi chẳng phương án nào khác nữa cả. Anh không thể nhờ đấy được. Em cũng không thể là chăm được mẹ được, không thể lo cho mẹ được, cũng không thể nuôi được mẹ được. Kể cả dì Thủy cũng thế. Nói thẳng là không thể nuôi được mẹ. Bây giờ anh là anh cả, anh phải có trách nhiệm. Đưa ra cái phương án nào cho nó hợp lý cho tất cả anh em. Không thể là đùn đẩy trách nhiệm cho các em ở gần đây được. Thì cô có hiếu với mẹ nhất thì sao cô không đón mẹ về mà nuôi? Em không thể đón mẹ về nuôi được ấy chứ. Kể cả dì Thủy cũng thế, làm sao mà đón mẹ về nuôi được? Còn gia đình nhà chồng cơ mà. Mà cũng không có thời gian nữa. Bác xem thế nào thì gương như bác gái mà khó tính thì cũng cố gắng mà nhịn nhịn bớt để mà dung hòa mà sống. Cứ mỗi nói mỗi là khó tính thế là xong rồi. Khó tính cũng phải là cũng là con dâu của mẹ, cũng phải chăm mẹ. Chứ không phải nói là cứ khó tính mà bỏ mặc mẹ được. Đừng viên bác phải về bảo nữa. Được vợ bác. Chả bảo được cái gì để nói bọn em thế là không được. Đâu, anh đang nói các cô đâu, chẳng qua anh nhờ trên phương diện là như thế. Tức là anh sẽ gửi tiền về hàng tháng và gửi tiền thêm tiền ăn uống sinh hoạt để chăm lo cho mẹ. Chứ không phải là anh đùn đẩy trách nhiệm. Bây giờ các cô làm khó cho anh quá, bây giờ anh đã bảo anh nhất là không ở gần đây, hai là công việc của anh nó không cho phép anh đi về suốt kiểu ý được. Lẽ ra mẹ chỉ có mỗi mình anh là con trai, khi mà anh biết chuyện đấy anh phải là người lo đầu tiên chứ không phải để chúng em phải gọi điện cho anh về anh mới về. Mà gọi điện mãi đã về đâu, cứ trần trừ kêu nhiều việc, nhà ai là nhiều việc. Bọn em cũng nhiều việc lắm. Như nhà ba con lớn hết cả rồi còn đỡ chán, đây bọn em toàn con nhỏ nhít nha nhít nhít, lo bao nhiêu thứ. Mà em ở nông thôn có được sung sướng như bác ở trên đấy đâu. Anh là con trưởng của gia đình, mà cũng mẹ cũng chỉ có mỗi mình anh là con trai thôi. Bây giờ anh phải có trách nhiệm nuôi mẹ. Chứ bọn em là phận con gái đã đi làm dâu rồi. Em nuôi được mẹ ngày nào là tốt được ngày đấy thôi. Còn nếu không thì anh cũng vẫn phải có trách nhiệm. Cái chính vẫn là ở anh. Thì cái chính vẫn là anh đấy. Nhưng mà anh đã bảo rồi, anh điều kiện anh không để ở đây mà chăm sóc cho mẹ được. Thứ hai là dưới nhà anh thì nó chật hẹp như thế, không gian không được thoải mái như trên này. Bây giờ hai cô cũng phải thương anh một tí chứ. Bây giờ anh đã nói như thế rồi, hai cô cũng phải ra điều kiện cho anh, giúp đỡ anh. Giúp đỡ anh thì ai giúp đỡ em? Em không phải lo gia đình nhà chồng nữa. Bây giờ anh không nuôi được thì em cũng không nuôi được, dì Thủy cũng không nuôi được. Thế bây giờ mẹ làm nào? Đấy, bây giờ các bác đưa ra phương án rõ ràng đi. Đưa ra cái phương án cụ thể rõ ràng đi. Chứ còn như em là em cũng không thể nuôi được mẹ đâu. Không có thời gian. Thế theo em như này nhá. Cứ mỗi đứa là 15 ngày nuôi mẹ. Hết hạn 15 ngày nhà đứa nào thì mẹ tự ôm quần áo đến nhà đứa kia ở. Đấy, thế là đỡ phải tị nhau. Đấy, như thế là được chưa? Đấy, nghe hơi khó, phương án khó đấy.
khó thì bây giờ anh còn phương án nào nữa? Bây giờ anh cũng đều anh là con trai mà anh cứ đùn đẩy trách nhiệm cho bọn em là con gái như thế không được. À, bây giờ anh có ý kiến thế này này, tức là vợ anh ấy thì không thể về họp của gia đình hôm nay được, mà giờ anh là đại diện cho gia đình anh về thôi. Mẹ bây giờ là tuổi cao hơn nhiều rồi đấy, bây giờ các cậu bậc đi xem đi, ngoài 80 tuổi là gần 90 tuổi rồi, mẹ ở một mình là đương nhiên là không được rồi. Mà bây giờ mẹ đã mất bao nhiêu công sức sinh cả cầu các chị ra, nuôi các cầu các chị khôn lớn như có được những ngày hôm nay ấy, thì mẹ mất bao nhiêu là công sức mồ hôi nước mắt cho mẹ có sung sướng như đâu. Mà bây giờ các cầu các chị cứ đun đẩy nhau để nuôi mẹ như thế, một người 15 ngày, hết 15 ngày thì cái như mẹ ôm quần áo đến ở người khác. Các cầu các chị nghe như thế được không? Theo anh như thế này này, nếu như các cầu các chị mà không nuôi được mẹ thì anh xin phép, tức là thay lời với vợ anh là xin đón mẹ về với, ở với anh, với gia đình anh. Gia đình anh xin phép anh nuôi mẹ. Em không đồng ý như thế. Bác nói thì khôn quá. Bác đón mẹ về xong rồi mai kia là nhà cửa đất đai này bác hưởng tất à? Đúng rồi anh đấy. Em không được cái gì à? Bác tính xa. Bác tính xa em quá đi đấy. Thì bây giờ tốt nhất là cứ theo lần lượt theo vòng 15 ngày đấy, em thấy hợp lý. Làm như thế cần gì nói như thế, làm như thế có tội mẹ quá không? Nhưng mà như thế mới công bằng mà. Ai bận mấy thì bận, đến ngày là phải chăm mẹ. Đúng như thế là công bằng rồi. Như thế là có trách nhiệm, đứa nào có trách nhiệm. Anh đang nói đến là cái việc nuôi mẹ thôi. Chứ còn cái việc đất cả hay là tài sản gì của mẹ, anh chưa hề nói đến cái gì cả. Anh như này cả. Mà anh cũng không có suy nghĩ như là các gì các câu nói nghĩ như thế đâu. Mẹ là sinh ra vừa anh, nuôi vừa anh khôn lớn mà như là thành đạt như ngày hôm nay. Bây giờ anh là có trách nhiệm là nuôi mẹ để bảo vệ mẹ thay cho vừa anh thôi. Đấy, bởi vì anh có được vừa hôm nay thì cũng là nhờ mẹ xin vợ anh ra và nuôi vợ anh khôn lớn. Thế nên anh chỉ là để nuôi mẹ, chăm sóc mẹ lúc ốm lúc đau lúc tuổi về già thôi. Chứ anh chứ nghĩ rằng là nói lấy cái đất của mẹ hay là tài sản gì của mẹ cả. Ai biết được bác tính thế nào? Thật. Bây giờ thì cứ nói thế, sau thì bảo đấy tất cả là anh nuôi mẹ từ A đến Z hết thì bây giờ đất đai là của anh, khó biết trước được lắm. Thế hóa ra là hai cô từ bấy giờ cứ lăn tăn mỗi vấn đề đất đai của mẹ. Bây giờ thế này này, tôi nói này, tôi là trưởng, hai cô xem nếu như cái giải pháp này mà được thì hai cô thay tôi giải quyết việc luôn này. Đất khác này tôi sẽ để lại cho hai chăm sóc mẹ đến lúc mẹ mất thì thôi. Nào ai đứng ra nhận để chăm sóc mẹ, nếu không chăm sóc được mẹ lúc ý dậy và đừng có đần đẩy nhé. Nào giờ ai đứng giơ tay ra nhận đi. Anh là con trai trưởng, anh phải có trách nhiệm nuôi mẹ. Còn cái chuyện mà đất cát với lại nhà cửa với tài sản ấy là phải chia đều tất, không có chuyện một mình bác hưởng. Thật ra anh nói về gì về cả cậu này đấy, cả khi về cả cậu xem mẹ này gần 90 tuổi rồi đấy, nhìn mẹ còn đáng thương không? Và cả khi cả cậu bây giờ chưa gì là cái nhân đòi chia nhau tài sản đun đẩy cái trách nhiệm với mẹ. Anh không nghĩ đến cái tài sản của mẹ đấy, nhưng mà anh muốn là làm sao để cho mẹ có một cuộc sống chợ ấm no. Rồi mẹ cũng quá vất vả rồi, nuôi chúng ta khôn lớn rồi. Bây giờ anh muốn để cho mẹ với những được nghỉ ngơi cho nó thoải mái. Bây giờ các chị các cậu nghe xem, nếu như mà mẹ mà không nặng tai mà mẹ nghe được cái câu chuyện của hôm nay của các chị các cậu ăn chuyện như này, mẹ có đau lòng không? Anh nói với các cậu với các chị này, rồi sau này mình cũng có con, rồi mình cũng đến tuổi già cũng như mẹ thôi. Không ai thì nói là cái nhân là tôi cứ trẻ mãi, tôi khỏe mãi, tôi không già được cả. Còn các gì các cậu mà không nuôi được mẹ thì anh nói là anh xin phép anh đưa mẹ về anh nuôi. Đấy, nếu mà bác có điều kiện để bác có thể đón mẹ về mà chăm lo cho mẹ được thì bác đón. Còn thỉnh thoảng thì anh chị em xem sẽ đến thăm. Còn nói riêng là đón mẹ về thì đón, nhưng mà tài sản là của bọn em ấy nhá, không phải là của bác đâu nhá. Nói rõ quan điểm là trước là như thế. Có bao giờ anh thì anh đòi cái tài sản của mẹ đâu. Cứ nói trước thế.